Chiều ngày 3 tháng 2, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm thành phố Thủ Dầu Một đã tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh thức ăn dịp lễ hội rằm tháng Giêng. Theo đó, đoàn đã kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Phú Cường, khu vực xung quanh miếu bà Thiên Hậu với những nội dung gồm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất chế biến thực phẩm. Đồng thời kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm như tổng diện tích bày bán, địa điểm, môi trường kinh doanh, thiết kế bố trí kinh doanh, nơi để nguyên liệu, nơi sơ chế chế biến, nơi bày bán kinh doanh ăn uống, nơi để dụng cụ vệ sinh, thu gom chất thải rác thải sinh hoạt, khoang chứa đựng bảo quản thức ăn trong ngày, nguồn nước sử dụng nước đã uống, nguồn gốc thực phẩm, thiết bị dụng cụ bày bán thức ăn. Thông qua đó, nhằm đảm bảo việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất kinh doanh thức ăn, nhất là tại thời điểm lễ hội rằm tháng Giêng, để đảm bảo sức khỏe cho nhân dân. Sau khi kiểm tra, đoàn đã yêu cầu ngưng hoạt động hai cơ sở kinh doanh không đủ điều kiện và nhắc nhở một số cơ sở chưa đạt yêu cầu theo quy định.